chào anh chị ạ. Hôm nay thì cửa hàng bên em giới thiệu đến anh chị một mã sản phẩm quạt tích điện Xiaomi Gen 3 Pro. Sản phẩm này thì thời gian vừa qua đã rất là hot, nhiều cái thiết kế kim nhôm rất là đẹp, nhẹ và tinh tế. Quạt thì có thiết kế trục thông minh, trục ngang và trục dọc tích hợp. Cái trục dọc thì có thể quay 100 độ và trục ngang quay 120 độ để tạo gió 3D. Quạt này thì được trang bị là bộ sạc từ tính 5 châm, rất là dễ dàng kết nối. Chỉ cần nhấc đặt nhẹ gần nó sẽ tự hút và quạt sẽ bắt đầu sạc. Quạt này thì có dung lượng pin là 5200 mAh và có thể hoạt động được 24 tiếng ở cái mức gió thấp nhất. Đằng sau quạt thì có tích hợp các cái nút điều khiển, bao gồm điều khiển cấp gió này, xoay ngang này, xoay dọc này và các cái chế độ hẹn giờ. Và quạt còn được trang bị điều khiển từ xa. Để kết nối điều khiển từ xa và quạt thì anh chị đầu tiên là bật quạt này. Và chúng ta sẽ ấn giữ hai nút bên ngoài cùng trên quạt. Đến khi đèn nhấp nháy thì chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó là ấn giữ hai nút dưới cùng ở trên điều khiển. Và khi mà có âm thanh phát ra ấy, thì tức là quạt và điều khiển đã kết nối, thì chúng ta có thể điều khiển được bằng điều khiển từ xa. Các chức năng như là để ở chế độ auto này, quay ngang quay dọc này thì đều có thể điều khiển được, điều khiển từ xa được. Đây, chúng ta có thể điều khiển các cái cấp gió. Điều khiển quay ngang hoặc có thể quay ngang 120 độ và quay dọc 100 độ. Bây giờ chúng ta sẽ ấn nút để tạo gió bay. Quạt Xiaomi Gen 3 Pro này thì ngoài có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa thì anh chị có thể điều khiển trên app Smart Milling. Anh chị có thể tải app Smart Milling trên ứng dụng App Store hoặc là CS Play.